chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh mạnh cường stock và em là mạnh cường thì hôm nay là cái video cuối tuần thì em cũng xin nhận định một chút về cái kịch bản của thị trường vn index trong tuần tới và có hai cổ phiếu mà em đánh giá rất là cao ở trong cái nhịp dần này thì tí nữa em sẽ phân tích mọi người cho mọi người xem trên cái góc độ phân tích kỹ thuật nhé mọi người nhé thì đầu tiên ở trong cái video ngày hôm nay thì có một cái điều rất tích cực đó là cái chỉ số DXY mọi người này. Đó, đây là cái chỉ số sức mạnh đồng đô la hiện tại nó tiếp tục suy giảm thủng cái mốc 105 và nó đã quay trở về cái xu hướng là 104,875. Thì khả năng xu hướng sắp tới của chỉ số DXY này nó còn có thể sẽ quay trở lại cái vùng 104 này. Thậm chí là nó có thể sẽ thủng luôn cả cái vùng 104 này nhé mọi người nhé. Đấy, đây là một cái yếu tố vĩ mô rất là tích cực Bởi vì sao? Bởi vì sức mạnh giá của đồng bạc xanh Thì nó sẽ tác động đến tỷ giá của chúng ta rất là lớn Nếu mà cái chỉ số DXY này nó tăng vượt cái mốc 106 hoặc 107 Thì nó sẽ tác động tiêu cực đến thị trường chứng khoán Việt Nam từ cái yếu tố tỷ giá Bởi vì mấy ngày hôm trước thì mọi người có thể thấy rằng khi mà cái chỉ số DXY này nó quay trở lại cái vùng 106 thì chúng ta đã thấy là tỷ giá chợ đen của chúng ta nó đã giật lên cái mốc 26.100. Thì ngày hôm nay khi mà cái tỷ giá chợ đen nó bắt đầu hạ nhiệt thì nó cũng được tác động đến từ cái chỉ số DXY này. Nó hạ nhiệt rất là tốt và cái xu hướng nó sẽ còn tiếp tục quay trở lại cái khu vực này. Đó, tức là cái khu vực 104 hoặc là 103 nhé mọi người nhé. Đấy là cái yếu tố đầu tiên vĩ mô tích cực. Thứ hai đó là cái lãi suất liên ngân hàng thì ngay sau khi tỷ giá hạ nhiệt thì lãi suất liên ngân hàng nó cũng hạ nhiệt theo nha mọi người nhá. Hiện tại lãi suất liên ngân hàng nó đã trở về cái mốc 4.45, tức là thấp hơn cái lãi suất tái cấp vốn một chút và thấp hơn cả lãi suất bill một chút. Và xu hướng nếu mà tỷ giá nó bớt căng thẳng thì em nghĩ là lãi suất liên ngân hàng nó cũng sẽ bớt căng thẳng đi. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mà tỷ giá căng thì ngân hàng nhà nước họ sẽ phải hút bill mạnh. Đấy, mà khi họ hít hút bill mạnh thì thanh khoản hệ thống nó sẽ căng thẳng đúng không mà thanh khoản hệ thống căng thẳng thì lãi suất liên ngân hàng nó sẽ giật đúng không mọi người đấy tất cả nó đều có cái mối tương quan đến nhau đó là khi mà tỷ giá nó hạ nhiệt thì lãi suất liên ngân hàng cũng hạ nhiệt theo và cái thứ hai nữa là chúng ta thấy là cái lợi suất bon hia 10 năm đấy thì nó cũng đang bắt đầu có cái hiện tượng là nó trở về cái vùng đáy cũ này đó thì mọi người có thể thấy là trong cái quá khứ tất cả những cái lần bond yield 10 yên 10 năm này nó giật thì là chỉ số chứng khoán của chúng ta nó cũng giật theo. Thì khi mà bond yield này nó giảm thì có nghĩa là chứng khoán trong một vài tuần tới có thể nó sẽ tích cực nhá mọi người nhá. Đấy là cái những cái tín hiệu vĩ mô mà em điểm qua một chút. Còn bây giờ thì chúng ta vào luôn cái kịch bản thị trường là VN-Index của chúng ta. Thì đầu tiên mọi người có thể thấy là chúng ta có một cái nhịp tăng rất mạnh từ cái giai đoạn là đầu năm 2023 đến cái giai đoạn là tháng 4 năm 2024 thì sau đó chúng ta có một cái pha điều chỉnh này. Đúng không? Đấy cái pha điều chỉnh này chính là cái pha điều chỉnh ở cái giai đoạn giữa tháng 4. Mọi người nhớ giúp em nhé. Thì cái pha điều chỉnh này thị trường của chúng ta đã điều chỉnh từ cái mốc cao nhất là 1292 về cái mốc thấp nhất của nó là 1165 và tương ứng với mức giảm là 10 gần 10%. Đó thì thị trường lại ngay trở lại quay trở về hồi phục Và thậm chí là có một cái pha vượt đỉnh giả tạo Đấy, Đây có thể là một cái pha vượt đỉnh giả tạo đúng không Vào ngày 12 tháng 6 Và sau đó thị trường quay trở lại Quét thủng luôn cái đáy nền Đấy, Quét thủng luôn cái đáy nền đây Đây là cái đáy nền này mọi người này Đấy, Em vẽ lại cho mọi người Đây là cái đáy nền thì Thị trường quét thủng sau đó nó lại giật lên liên tục Ở cái tuần vừa rồi với khối lượng thấp Đúng không Thì đây mọi người cũng có thể hiểu nôm na như là Nó đánh y chang như cái nhịp trước này đấy đây cũng là cái pha giảm nó quét thủng cái đáy này này thậm chí là nó thủng mạnh hơn này có cái hiện tượng bán tháo luôn này đúng không đấy nhưng sau đó nó cũng quay trở lại nó nó tích lũy tích cực và thậm chí có pha đánh giả vờ vượt đỉnh đấy thì em nghĩ quả này thị trường hồi phục kiểu này là nó sẽ giống cái đoạn này này mọi người này nó giống cái đoạn này này đây này, nó đang đi giống cái đoạn này này đấy rũ thủng đáy xong hồi phục xong bắt đầu là có ba phiên test lại đấy xong tiếp tục lên ngang đỉnh thì chúng ta cứ mường tượng nhịp này nó cũng có thể là nó đi đúng như này đấy lên đây đây có thể là cái đỉnh của cái nhịp hồi rồi đó nha mọi người nhé đây có thể là cái đỉnh của nhịp hồi rồi đấy và nó sẽ lanh quanh ở đây sau đó nó sẽ có một cái pha test lại có thể là nó sẽ test về cái mốc dưới một hai bảy mươi một chút đấy cái khu vực test em nghĩ là nó sẽ tầm này trong cái vùng này một hai sáu mươi đến một hai bảy mươi Đấy thì chúng ta chú ý Nếu mà có pha test lại này sẽ là cái pha gọi là chúng ta Vào hàng Nhá mọi người nhá Nó rất giống với cái pha này Đó, Ở cái pha này thì VNX của chúng ta điều chỉnh là à, 2% Thì ở đây chúng ta cũng tính cho nó là 2% đi xem nào 2% 2% thì khoảng này Đây Nó khoảng tầm 1264, 1265 nhá mọi người nhá đó nên mọi người hết sức chú ý giai đoạn này kịch bản thị trường Cái pha test lại này Sẽ là một cái pha gọi là chúng ta Mở mua Đối với những cái vị thế là anh chị em cầm nhiều tiền Còn nói thật với mọi người là em cũng vẫn đang cầm 60% cổ phiếu dài hạn Nên là đợt này nếu thị trường test lại Em sẽ vào cái vị thế ngắn hạn Trong tuần sau nha mọi người nhá Thậm chí là có một vài cổ phiếu mà anh chị em Chú ý có thể là thị trường test Nhưng nó không test Thì em sẽ lên danh mục cho mọi người hai cái cổ phiếu này thôi nhá, cuối tuần em gợi ý mọi người hai cổ phiếu này để giúp mọi người có một cái góc nhìn tốt và mọi người chú ý những cái cổ phiếu này giúp em nhá. Sorry mọi người em có điện thoại một chút. Đó thì em sẽ giới thiệu đến với mọi người hai cổ phiếu này luôn. Đầu tiên đó chính là cổ phiếu BSR. Nha mọi người nhá thì ở trên cái cổ phiếu bsr này mọi người nhìn giúp em này thị trường có một pha điều chỉnh đúng không thị trường có một pha tăng trước đó ở khu vực nền tích lũy đó thì cả cái pha thị trường tăng này bsr không có một cái hiện tượng tham gia tăng một lần nào cả đúng không liên tục bsr tích lũy nền đó tích lũy nền của bsr từ giai đoạn tháng 11 năm 2023 đến cái pha bắt đầu vượt khỏi cái vùng tích lũy là cái pha ngày 22 tháng 5, đúng không? Thì mọi người chú ý giúp em là trước cái pha BSR vượt đỉnh này, vượt cái đỉnh nền giá nha mọi người nhá Thì là nó cũng có một pha rũ bỏ cùng với thị trường Đúng chưa anh chị em? Nó cũng có một pha rũ bỏ cùng với thị trường chung này Đây này, thị trường chung điều chỉnh 10% BSR cũng điều chỉnh bao nhiêu anh chị em? BSR cũng điều chỉnh 10% Và thị trường chung hồi phục Thì BSR vượt đỉnh Đúng không anh chị em Đó Và tiếp tục thị trường chung có một pha điều chỉnh đây Đấy thì BSR có một pha rũ bỏ Về tận MA 50 ngày Là cái vùng 21 Đúng không Và thị trường hồi phục Thì BSR cũng có một pha hồi phục Đúng không anh chị em? Vậy thì chứng tỏ cổ phiếu này đang là cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung. Bởi vì sao? Bởi vì trước đó nó đã vượt đỉnh và đây là một pha rũ lại kiểm tra lại đường MA 50 ngày. Đúng không mọi người? Đó, trên biểu đồ tuần thì chúng ta thấy rõ ràng là cái khu vực này là đang có sự tham gia rất lớn của dòng tiền. Đấy, đúng không mọi người? Sau một cái pha tích lũy cạn kiệt khối lượng ở trên biểu đồ tuần. Đó, chứng tỏ là cái nhịp tăng này đã xác định xu hướng tăng của của BSR rồi anh chị em nhé cái nhịp tăng này là xác định cái xu hướng tăng của BSR rồi và đây chính là một cú cú pullback về MA 50 ngày thì mọi người hãy chú ý BSR nếu cái nhịp này nó có một pha test lại cái vùng 22 22 nhá thì mọi người mở mua rất là tuyệt vời bởi vì ở đó nó sẽ tạo cái mô hình hai đáy và đáy sau cao hơn đáy trước đấy kiểu như này này mọi người này đấy mô hình test hai đáy đáy sau cao hơn đáy trước và nó sẽ quay trở về cái vùng đỉnh cũ này của nó là vùng 24 nhá mọi người nhá đấy đầu tiên là cổ phiếu BSR trên cái đồ thị ngày và đồ thị thuần em giới thiệu cho mọi người vì sao em hay giới thiệu những cái cổ phiếu có thanh khoản lớn bởi vì là khi mà chia sẻ lên cộng đồng thì những cái cổ phiếu có thanh khoản lớn này mới đủ cho mọi người mua bán thoải mái nhá mọi người nhá đấy cho nên là cái lý do vì sao mà những cái cổ phiếu ít thanh khoản thường thường là em sẽ không chia sẻ đấy đầu tiên là cổ phiếu BSR Tiếp đến chúng ta có cổ phiếu HSG Đấy, HSG nó cũng tương tự như BSR Đúng không mọi người? Nó cũng có một cái nền giá tích lũy rất là chặt chẽ Và khi thị trường chung rũ bỏ Nó cũng có một pha rũ bỏ vỡ nền giá Đúng không anh chị em? Vỡ hết cái nền giá này Và cái pha này chính là cái pha rũ bỏ những cái người Những cái người kẹp ở đây này Kẹp ở đây này, tham gia ở nền này Hoặc những cái người mua vượt đỉnh này cũng chết này Đúng không? Thì thị trường chung sau đó hồi phục đấy thì hoa sen cũng hồi phục thị trường chung test lại hoa sen test lại đúng không và thị trường chung về ngang đỉnh thì hoa sen cũng vượt đỉnh đấy hoa sen chính thức là đang vượt đỉnh rồi nhé mọi người nhé đó và thị trường chung điều chỉnh 5% hoa sen cũng điều chỉnh 5% đấy, hoa sen cũng điều chỉnh 5% cùng với thị trường chung đây này mọi người này đấy 5%. Đúng không? Và mọi người chú ý giúp em là hiện tại hoa sen đang hồi phục về ngang đỉnh cũ. Đấy. Và đang có cái phiên tích lũy nền. 1, 2, 3, 4 phiên. Có thể nếu tích cực tuần sau hoa sen sẽ bùng nổ. Sau phiên thứ 2 cho đến thứ 4. Đấy. Thường thường là khi mà nó hồi phục. Nó tích lũy nền này này. Nó có rũ bỏ hay không em không biết. Nhưng trước sau thì hoa sen nó có thể nó sẽ vượt đỉnh. Trong cái tương lai gần. Đấy. Mọi người nhá. Cổ phiếu này nó đang rất là rõ ràng về cái yếu tố dòng tiền nó tham gia vào mọi người này. Mọi người nhìn thấy chưa? Cái cây volume rất là lớn này. Đấy, và cái nhịp rũ bỏ này, anh chị em thấy này, cái nhịp rũ bỏ này có một cây volume lớn nhưng sau đó nó lại hồi phục về ngang đỉnh luôn. Anh chị em thấy không? Cái pha này là pha rũ bỏ nó cạn kiệt khối lượng này. Đó, sau đó nó tiếp tục đánh vượt đỉnh này. Đấy, pha này pha test lại cùng với thị trường chung này. Đó, đây là pha hồi phục lên ngang đỉnh luôn. Đấy, nên mọi người chú ý, hoa sen là cái cổ phiếu có thể là sẽ vượt đỉnh trong tuần sau nha mọi người nhá hoa sen có thể là cổ phiếu sẽ vượt đỉnh trong tuần sau đấy nên nếu mà trường hợp nó rũ bỏ cùng với thị trường ví dụ thị trường rũ bỏ về một hai sáu mà hoa sen nó rũ bỏ về về khu vực 24 thì là cái cơ hội tuyệt vời để cho mọi người tham gia nha mọi người nhá đấy thì ngày hôm nay cái video này là cái video cuối tuần em cũng chia sẻ một chút thôi bởi vì vĩ mô hiện tại nó đang là tích cực dần cho nên là cũng không có cái gì để mà nói về vĩ mô cả Thì vừa nãy đã giới thiệu cho mọi người rồi DXY thì nó đang xu hướng giảm rồi Và ngày hôm qua nó có cái dữ liệu việc làm của Mỹ Thì dữ liệu việc làm của Mỹ ngày hôm qua nó tăng ở mức 4,3% Đúng không? Thì cái dữ liệu việc làm xấu Thì nó lại tác động tốt đến cái quá trình hạ lãi suất của Mỹ Đấy nên là thị trường Mỹ nó cũng rất là tích cực trong cái phiên hôm qua Đây mọi người này Đấy Dow Jones ngày hôm qua này SPX tiếp tục vượt đỉnh này Dow Jones tiếp tục gọi là chuẩn bị vượt đỉnh. Nasdaq tiếp tục vượt đỉnh bởi nhóm cổ phiếu công nghệ này. Đó nên là thị trường thế giới nó tích cực. Dữ liệu Việt Nam Mỹ tăng thì chứng tỏ là lãi suất của Mỹ tương lai rất là gần tháng 9 này họ gần như sẽ chắc chắn hạ lãi suất. Đó vậy cho nên là em nghĩ rằng thị trường Việt Nam cũng sẽ hòa cùng với cái không khí của thị trường thế giới thôi, đúng không? Đấy. Vĩ mô đang ổn, đúng không? Lãi suất liên ngân hàng cũng bắt đầu ổn rồi. Đó. Tỷ giá cũng bắt đầu hạ nhiệt Đấy, Nên là em nghĩ rằng tuần sau thị trường nếu có rũ bỏ Sẽ là một cái điều kiện tích cực cho mọi người Đây Đấy, Nếu có rũ bỏ về khoảng tầm 1270 thôi Là bắt đầu mọi người có thể tham gia mở mua được 1270 hoặc 1265 nhé mọi người nhá Đấy còn nếu mà mọi người mạo hiểm hơn Ai mà chưa có nhiều cổ phiếu thì chấp nhận lấy trước một phần trước đi bởi vì sao Nhiều trường hợp thị trường nó chỉ đi lang lành xình Nó chỉ rũ nhẹ nhẹ ở khu vực này thôi Sau đó nó sẽ giật lên ngay Đó mà ở cái nhịp này á thị trường nó đánh rất là khắm bẹn ở cái chỗ là nó kéo giật toàn những cái cổ phiếu trụ khối lượng nó rất là thấp cho nên nó làm cho chúng ta sợ chúng ta không dám tham gia anh chị em ạ à, đấy cho nên là khi mà chờ thị trường nó bung vôn thì nhiều khi là chờ thị trường nó bung vôn như này này thì nhiều khi chúng ta nhảy vào thì nó lại là cái pha điều chỉnh đó cho nên là mọi người cần phải chú ý phải giữ gọi là cái tâm lý của mình nếu anh chị em nào chưa cầm hàng đang cầm phun tiền thì phải canh những cái cổ phiếu nào đó đấy vừa, em vừa giới thiệu đó mọi người có thể lấy trước vào một phần để tránh cái hiện tượng nếu thị trường nó nó hâm hâm nó tích lũy ngang ngang đây rồi nó giật lên một phát ngang đỉnh thì mọi người lúc đấy mua nó lại càng rủi ro hơn đấy còn nếu cái trường hợp nó rũ tét về cái khu vực dưới này thì lại quá tốt rồi đúng không đấy nhá mọi người nhá rồi cái video cuối tuần thì em cũng làm ngắn ngắn thôi để cho mọi người gọi là dễ hiểu một chút và cũng không muốn giới thiệu quá nhiều về thị trường à, về cái cổ phiếu thì à, giới thiệu với mọi người hsg và bsr thì ngắn hạn hơn thì còn có cái nhóm chứng khoán như là VCI này đó lần trước nó có phiên test cung và phiên no supply thì nó có thể nó sẽ có một nhịp hồi phục đấy nên mọi người cũng có thể chú ý em đã giới thiệu vào cái phiên ngày thứ sáu rồi VCI hoặc là SSI này đấy, SSI nó có phiên test cung rất tích cực ở cái cuối phiên ngày thứ sáu thì có thể nó sẽ có cho một cái nhịp tăng ngắn hạn nhưng mà hiện tại nhóm này nó đang xu hướng vẫn đang là yếu bởi vì sao nó đang ở cái khu vực đáy đấy nên là đánh ngắn hạn thôi thì mọi người đánh thôi còn nên tập trung vào những cái cổ phiếu mạnh như là BSR này đó nó đã xác nhận xu hướng tăng rồi này HSG này đó mọi người nhé rồi chào mọi người chúc mọi người cuối tuần thật là vui vẻ